sớm thế con ngồi rượu rồi với đấy. Thế cả thích ngồi rượu. Ngọt quá giống nước cam thôi. Ngọt quá giống nước cam. À. Em chia cam. Chị này thì nó lại ở của em thì chia. Thôi được rồi, để em. Cái này em làm được. Dạ vâng. Để em thử nguyên chất nào. Hiện tại thì mình đang ở chợ phiên Bình Liêu, Quảng Ninh nha mọi người ơi. Ổi này là bán như nào đây ạ? Bao tiền một cân ạ? 20.000 một cân ạ? Ổi này có phải ổi lê không ạ? Phải ạ? Ổi lê ạ? Dạ vâng. Em thử miếng. Em xin. Ăn ngon nhưng mà hơi thối bà chị ạ. Cái này là phải chấm muối. Cái này có muối ớt chấm mới ngon. Vâng. Chị ơi, em nghe nói là ở đây chủ yếu sẽ là người Tày với lại là dân tộc Dao đúng không chị? Dân tộc Sán Chỉ. Ờ, thế là sách báo nó viết sai hết rồi, nó bảo trên này chủ yếu là dân tộc Tày. Tày mà. À Tày thế nhiều à? Hơn là Sán Chỉ. À thế ạ? À? Đúng bà chị. À chị là dân tộc Tày à? còn là dân tộc Dao là các cô ấy sẽ đội mấy cái mũ. Thế cho em hỏi là các cô mà đội đang cuốn khăn ở trên đầu kia là cũng là dân tộc Tày à? À dân tộc Dao. À. À vâng. Cao là à Dao Thanh Phán. À vâng. Dao là có kiểu là từng dân tộc Dao khác nhau nữa à? À. Đó. Chị cho em ngồi ké tí em ăn xong mới vừa em ngồi. Ăn quả là của cô ba chị em nha, không phải của cô Bình Liêu. Chồng là cô Bình Liêu chồng nha. Vâng. Em mua nha. Vâng. Ba chị. Bán buôn với bán lẻ nó khác nhau chứ. Đây bây giờ mình sẽ đi mua ổi. Wow. Ổi này. Dạ vâng. 20.000 đi. Ổi này là ổi nhà mình hay là mình nhập đây ạ? Ổi nhà mình. Ổi nhà. Wow. 20.000 một cân đúng không ạ? Chỉ bán 20 thôi nhưng mà chỉ bán 25. À dạ. Đây để em nhập. Chị ở đâu ạ? Ngăn mèo. À dạ vâng. Thế là có ở cách xa đây không ạ? Hơn 3 cây ạ? À. Bà chị ơi, chuẩn bị cái túi đi em nhá. Chuẩn bị lang thang đây. Chị lấy hết đống bưởi đấy ạ? Có lấy đâu. Bảo cả cây này là 10.000 một quả. À, là mua cả cây. Mua cả cây. Đào cả gốc. Cái này cũng ngon này. Lấy nhiều đó, bảo lấy chục quả bà không hà giá, là bảo lấy nhiều quá bà lại bảo không. Em gửi tiền. Không đủ. Không đủ thật đấy chứ nó ít quả thôi. Cái này nó nhiều nhánh mà nó ít quả thôi. Bổ một quả ăn thử. Có lấy thì chơi đâu. Bổ quả này. Có lấy điện thoại thì không cầm đi là ăn nào. Em xin ạ. Ui, con dao sắc lắm. Dao này là mua có ở chợ này có bán không ạ? Hay chị mua ở đâu ạ? Bao tiền một cái này ạ? 25 ạ? Ờ. Dao này nó không bị rỉ đúng không chị? À. Đó, không rỉ.
Nhìn nó sứt sứt nhưng mà là rất là sắc nha. Dạ. Ngon ạ. Dạ. Cái ổi lê này mọi người ơi, kiểu mình rất thích ăn ổi, mà nhất là ổi lê Hà Nội kiếm khó lắm. Mà thường thường là ở Hà Nội bán sẽ mắc hơn á. Ổi này kiểu nó siêu ngọt luôn á. Giòn, ngọt. Có một lần em ăn ở Hà Giang. Em mua ở dọc đường thôi. Xong cứ nhớ mãi mà kiểu ở Hà Nội thì tìm không có để mà mua. Em cảm ơn chị nhá. Mua dạ vâng. Ngâm rượu tốt đấy. Thế là ngâm rượu thôi, quả này là quả na rừng đúng không ạ? Na rừng, nhưng mà nếu mà không ngâm rượu thì ăn thì có ăn được không ạ? Ăn được chứ. Vẫn ăn được. Cái này cũng ăn được mà, nhưng cô đây có muốn mua về lễ hội bảo là để nó tươi một tí thì đến mùng 1 nó mới chợ, nó mới lễ hội thì đâu hỏi. Nếu mà không ấy thì cô sẽ mua. Dạ. Cái này ấy của thế quả núi rừng ấy. Quả nào là chín, có quả nào ăn được luôn rồi chứ chị không ạ? Quả nào cũng ăn được rồi. Quả này đẹp nhất, quả này cũng ăn được rồi. À thế ạ? Quả này thì hơi thối. Còn quả này thì hơi thối ạ. Quả này. Thế còn quả nào nữa không hả cô? Đây ạ, hai quả này. Đây con lấy hai quả thôi. Đây thì con lấy hai. Quả này là bao tiền một quả? 10.000 ạ. 10.000. Quả này thì đẹp rồi. Cô định lấy hết đấy, nhưng mà nó có mấy quả này nó thơm rồi không để được. Vâng. Lấy nhiều một tí về lại ngâm rượu. Vâng. Đấy, cho bố, cho mẹ, cho chồng con uống. Mát lắm mà, cũng tốt lắm mà. Dạ. Thật má. Cô định mua đấy nhưng mà thế này á. Không hay có đâu, người ta bây giờ không hay có đâu. Không hay có đâu ạ? Đang mùa. À. Đang mùa nhưng mà người ta phá cái rừng hết rồi mà không có, không hay có rồi. Vâng. À người ta phá hết rồi ạ? Ừ. Vâng, thế cho con lấy hai quả này với ạ. Mua ớt đấy ạ, sao không mua ớt địa phương này? Đẹp mà. Cái này nó chỉ đẹp thôi, cái này ăn nó thơm hơn. À thế ạ? Thơm à? Cái này ngon hơn đấy. Cái này là bao tiền à? 10.000 một lạng. 10.000 một lạng à? Mắc hơn mà. Nhưng mà cái này thì ngon không? À. Cái này vẫn cay. Cay thôi nhưng mà nó không thơm bằng cái này. À thế cháu lấy hay lấy mỗi loại một nửa đi. Vâng. Vâng. Thế lấy bỏ cháu lấy cái này một nửa thôi. Cho cháu lấy cái này. Cái này lấy 3 lạng nhá. Cô thì cô không phải là người ở đây, cô giới thiệu cái không cho cháu ít. Vâng, cho cháu đấy, cho cháu dùng đấy thôi. Không phải là cô là cua để bán hàng. Vâng. Cái này là nó thơm hơn. Vâng. Chứ này. Ba này biết nhỉ? Cái này lấy 3 lạng cháu nhá. Dạ. Cái này 3 lạng. Cái kia mấy lạng rồi ạ? 3 lạng, 2 lạng. Vâng, cái này lấy 3 lạng. Mình thích ăn ớt mà nhiều khi mua ớt ở Hà Nội ấy, lại không được cay lắm, kiểu nhiều khi ăn nó chỉ có mùi cho vui vậy. Ăn nên là được dịp về đây thì đấy là mình đã mua, nghe bảo là ớt này cũng cay lắm mà thơm. Có còn ớt này thì cũng cay nhưng mà không thơm bằng ớt này. Loại nhỏ nhỏ này là 30.000, loại này là 5.000 một lạng nha mọi người. Mình thấy ở đây có bán cả bánh hải cứu nữa. Bây giờ mình sẽ lên hỏi xem là bao nhiêu tiền một cái nhé. Bởi vì hiện tại là không chuẩn bị tiền mặt quá nhiều. Trong ví là còn mỗi 15.000 tiền mặt. Không biết là nếu mà mắc hơn thì không biết ở đấy các chị có cho chuyển khoản không. Nên mình sẽ tìm một cái chị nó trẻ trẻ. Hy vọng là ok có thể mua xong chuyển khoản đó chị. Đây. Chị ơi, bánh hải cứu là bánh nào ạ? Bánh hải cứu đây. Là bao tiền một cái ạ? May quá. Lấy bao nhiêu cái? Cho em ăn thử đi. Em ăn đi, em lấy thêm
cho em ăn thử một cái đi trước đã. Em hộ chị. Dạ. Nó hơi nhiều đường. Ăn thử em biết đường mà mua rồi. Em xin ạ. Dạ. Nó có đắng không ạ? Không đắng đâu. Dạ. Em ăn đắng không? Em ăn đúng rồi, em ăn. Em cảm nhận cho chị. Dạ vâng ạ. Đây là bánh ngải cứu nha mọi người. Ngọt. Nhân nó sẽ là nhân lạc, nó bùi bùi. Kiểu đấy là sẽ là nếp đó mọi người. Bột nếp. Ngon nha, không đắng một tí nào. Mình nghe bánh ngải cứu mình rõ tưởng là nó phải đắng không? Nó hơi thơm mùi ngải cứu nhưng mà nhẹ nhẹ thôi nha. Ở đây sẽ có những cái lá ngải cứu nó sọc 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 lắm mọi người này. Wow. Giờ mọi người giã hay sao á? Đây, mua mới còng ngải cứu. Ngon. Nó giống ngon và nó giống như kiểu bánh nếp ấy mọi người. Chị ơi, bánh này là bánh gì ạ? Bạc đầu em nhá. Bạc đầu ạ? À? Dạ. Sao nó lại tên là bạc đầu ạ? À? Thì nó là bột nó trắng ngay. À. Dạ vâng. Đơn giản là nó là bột bánh này, bột màu trắng này gọi là bạc đầu nha mọi người. Đây về mình gói cái này lại mình ăn thử sang cái này. Em để xuống đây nè. À dạ. Bánh này thì nhìn có vẻ là giống bánh mặn. À, nhân trong là bên đường, à, nhân đường à? Ồ, tất cả đều là bánh ngọt. Hai cái bánh này kiểu đều nhau, giống nhau. Kiểu nhân đường lạc đúng không ạ? Dạ. Nhưng mà cái bánh kia em thấy kiểu nó bùi bùi thơm. Vâng, nó thơm hơn. Vâng. À dạ. Đó, mọi người trên này cũng thích bánh ngải hơn nha. Hơn là bánh bạc đầu. Bánh này sẽ giống kiểu bánh nếp bình thường mọi người. Và ở bên trong là nhân đường á. Nó cũng giống y xì như bánh ngải. Nhưng mà cái bánh ngải nó sẽ kiểu thơm hơn, bùi hơn. Lúc đầu mình nhìn mình cứ tưởng là bánh dày ấy mọi người, nó sẽ giống bánh dày. Nhưng mỗi tội là bánh dày nó sẽ không có nhân thôi. Đó, bánh này là có nhân. Ê, quán này trông có vẻ đông khách. Chị ơi, nhà mình có phở xào không ạ? Thế cho em hai bát phở đây. Cho em một phở xào ạ. Dạ vâng. Chị ơi, lòng lợn là bán như nào đấy ạ? 20.000 một lạng ạ? À dạ, 20.000 một lạng. Chị ơi, chị cho em 2 lạng lòng non, còn với lại 3 lạng dạ dày chị nhá. Chị có cuống họng không ạ? Vâng, thế thôi vậy ạ. Dạ vâng ạ.
có lòng thì ăn. Mình gọi một lòng, một đĩa lòng với lại một đĩa cái gì ta, một đĩa phở xào. Đó, bây giờ mình sẽ ngồi chờ để ăn đây. Đó. Đây là rượu mọi người mang đi ạ? À? Không, ở quán. À, ở quán à? À. Wow. Wow. uống xong ly này chắc là em ở đây luôn á. Anh đổ ra nặng mà. Không về đâu, ở đây thực quán nó bắt đầu ở đây rồi. Wow. Thơm chị ạ, à, thơm quá. Dạ. Chị. Dạ. Cạn à? Vâng ạ. Cháu nghĩ là cháu cũng làm được. Vâng. Cũng dễ uống. Ngon à? Ngon. Làm được tốt. Buổi sáng em vừa lượn xong chưa kịp ăn gì, vào đây giải khát một cốc rượu như này là tỉnh lắm ấy. Em xin phép cho em về bàn em ăn tí nữa, em có sức em mọi người ngồi nữa em lại sang xin một cốc nữa. Cảm ơn ạ. Trời ơi, cái dạ dày này ngon, ngon dã man ấy. Nó giòn vừa phải với mọi người, và nó không bị dai một tí nào luôn ấy. Không bị dai một tí nào luôn. Nó rất là giòn và ngon luôn nha. Đó. Chấm một miếng. Thử miếng ớt đỏ xem nào. Dạ, em xin ạ. À, mình sẽ ăn kèm thêm một miếng thịt bò sau khi vắt thêm quất vào đây. Ở đây cũng có quét mã QR nha. Wow. Nó thường rất là ngon hơn hẳn mọi người. Nó sẽ bớt ngấy hơn, nhưng mà chị nó ngon dã man luôn á, ngon thật sự, nấu vừa vị luôn á. Trời. Ngon quá. Mình sẽ ăn bún thôi, mình sẽ chừa thịt bò lại cho bạn mình. À, mình sẽ ăn phở rồi sẽ chừa thịt bò lại cho bạn mình. Phở rất là ngon, phở xào siêu ngon. Trời ơi, vắt thêm miếng chanh nữa đúng đỉnh luôn á. Trời ơi, cái phở nó dai dai. Quên với cái đỏ lại gắp trúng thịt bò rồi. Quên với cái cải ngọt mọi người ơi. Đó, thịt bò không này. Từ nãy giờ là thịt bò không mọi người, đó thịt bò đó. Thịt bò. Góc nào cũng có thịt bò hết, trời ơi. Ui, ở chỗ em là buổi sáng ra em mà đi ăn sáng là chỉ thấy các ông, các chú, các anh là đi uống rượu thôi. Em chưa thấy ai. Chưa gặp đâu cả. Thế nên là đấy. Nhưng mà thật ra là chưa thấy mọi người thôi, chứ còn buổi sáng em cũng hay đi, em cũng uống rượu nhưng mà đã lòng uống bia. Vâng, không em thấy mấy quán từ nãy giờ là em đi là toàn thấy các chị các cô ngồi thôi, chứ cũng ít các chú các anh ngồi nhá ở đây. Chưa mà hai tầm 11 12 giờ trưa mà người ta mới uống rượu. À thế à? Ồ. Bây giờ là
11 giờ hơn, gần 12 giờ. Tầm này đàn ông mới vào uống rượu. À, tầm này đàn ông mới vào uống rượu à? Thế là sáng là đàn ông đi kiếm tiền, xong rồi trưa mới về uống rượu. Còn các kiếm bạn à? Đấy, còn các chị là có bạn sẵn rồi đấy, còn mình là có bạn sẵn rồi, cứ vào chợ là uống rượu thôi. Mình uống đi ạ. À đấy, chị uống thôi. Ý chị ấy là em vừa đây uống cạn chén rồi. À em chưa cạn. Chị này thì nó lại rồi, của em thì chưa. Thôi được rồi, để em. Cái này em làm được. Dạ vâng. Vâng ạ. Em đang bảo là tại sao chị có thể làm, chị có thể trần lòng vừa như thế. Em trần ở nhà nó cứ bị dai ấy, mà chị trần cả lòng cả dạ dày nó không hề dai một tí nào. Ngon ạ. Vâng, cái nào cũng ngon hết. Dạ. Mình cứ uống nửa nửa ấy chứ chị. Vâng, chị yên tâm. Kiểu gì lên video chị cũng xinh lung linh. Em cho 7749 lớp filter lên chị em mình cứ phải gọi là sáng choang lên. Vâng, có khi lại lấy được thêm vài anh chồng nữa chứ. Chị nó ngày xưa còn xấu hơn bây giờ nó đẹp tí. Không bằng cái của ngày xưa nó gầy gầy. Dạ. Không, nhưng mà em thấy ở trên này mọi người kiểu da mọi người là đẹp hơn nha. Mọi người có dùng kem dưỡng da gì không? Ui giời ơi, chả bù cho em. Đây, da các chị căng bóng, da em là phải dùng á, bôi hết cái này cái kia, may da nó mới được như này. Da chị căng kiểu căng bóng luôn ấy. Chủ yếu là uống rượu nhiều. À, chủ yếu. Thế là nó căng lên à? Nó sẽ đẹp ra. Ngày xưa không uống rồi không đẹp ra đâu. À thế ngày xưa không uống được là không đẹp? Ngày xưa không uống đâu. À. Em hay đi chơi. Nhìn màu nó đẹp. Bây giờ nó vừa đây uống tầm này rồi mới pha một lít nửa lít xuống ấy. À thế à? Thì nó đen hơn, nó ngọt nhiều. Ồ. Mà cái chị này uống nó kiểu nó uống rượu trắng quen rồi. À uống rượu trắng quen rồi, uống rượu ngọt ngọt không quen đúng không chị? Pha một tí vào mới thấy có mùi rượu. Dạ. À thế ạ. Đấy là phải pha thêm là mới cho có mùi rượu. Vâng. Ta thấy ngọt quá. Ngọt quá giống nước cam thôi. Ngọt quá giống nước cam. Mấy em này hay đi uống cả ngày. Em thử cho em thêm một tí. À để em thử, em tự rót. Đây em thử rót thêm tí cốt vào đây xem nó có ngọt thêm. À vâng. Vâng. Đấy. Đấy em thử nguyên chất nào. Em hết cốc này xong bắt đầu leo. Ui anh ơi, vừa phải rồi anh ạ. Ngọt lắm như nước cam mà. Chị nhờ một tí. Ngọt quá hả? Nhưng mà nó cái này nó thơm mùi đỗ đen hơn hẳn. Cái này pha nhiều đó mà. Thơm quá. Tí thôi pha nó đen hả? À vâng. À thế à? À. Dạ. Đúng rồi, em thấy uống như này là có mùi rượu lắm rồi đấy. Em uống như này là thấy có mùi rượu lắm rồi đấy.
các chị bảo là uống ngon như nước cam. Ôi. Thế là uống cái này thơm chị ạ, uống cái này thơm lắm. Vâng. Nhà chị cũng trồng nhưng mà không biết ngâm rượu đâu. À không biết ngâm rượu. Vâng, các chị uống chơi cho vui, chị uống hai chai rồi. Các chị uống chưa? Đấy. Ba chai mà có ba người đi rồi, các chị uống chơi cho vui. Em từ nãy giờ là các chị, sau khi các chị uống chơi đã rồi em mới vào và bắt đầu em là chuếng lắm rồi đấy. Ôi giời ơi. Đi chơi không nát đâu à? Thế là các chị đã đi mua chưa? Đi mua chưa? À chưa mua gì? Vào đây uống rượu đã. Tuần này không mua, tuần sau mua. À tuần này không mua, tuần sau mua. Thì vẫn còn đấy.